Bây giờ chúng ta cùng nhau tạo những tia nắng bằng cách làm như sau. Tôi chọn công cụ vẽ đường line này. Và màu là màu trắng các bạn. Các bạn chọn màu fill lên màu trắng. Nếu muốn đổi, chúng ta bấm vào đây và đổi các màu khác nếu muốn. Tôi chọn màu trắng, kéo từ vị trí này ra. Các bạn chú ý chúng ta kéo các vị trí tia nắng sao cho tương đối song song với cái bóng này. Tôi chọn từ đây. Tôi giữ chặt chuột trái kéo xuống. Ví dụ ở đây. Tiếp tục. Đây này. Tất nhiên tia ở giữa này nó sẽ xa hơn một chút xíu. Và lần lượt. Các tia có dài có ngắn trông hợp lý hơn. Ví dụ tôi chọn các tia này. Sau đó tôi có thể Enter. Bây giờ tôi chọn các đối tượng này, giữ Shift và Ctrl E mạch lại với nhau. Sau khi mạch lại chúng ta chuột phải vào. Các bạn bấm vào phần Resize này. Cho bỏ các đối tượng thông minh đi. Và chúng ta có những tia. Tiếp theo để xử lý tia này cho thật hơn. Chúng ta làm như sau. Các bạn vào phần Blending Option. Sau khi vào chúng ta chỉ cần chỉnh những thông số sau thôi. Chúng ta có Inner Ground và phần Outer Ground. Tôi chọn Inner Ground và cho về màu trắng. Ok, tức là nó sẽ phát sáng vùng trong và vùng ngoài. Ở đây chúng ta có các thông số như sau. Opacity tôi dùng 60%. Và phần Stroke tôi dùng 19. Và đây chúng ta có 57. Tiếp theo chúng ta chuyển qua Outer Ground. Ở đây chúng ta cho 75. Thông số ở đây chúng ta cho 2 thôi. Chúng ta tạo độ nhòe. Và đây là 36. Bạn thấy rằng đối tượng chúng ta đã phát sáng tương đối tốt rồi. Ok, đóng lại. Có thể bây giờ chúng ta sẽ giảm opacity cho nó. Vừa phải thôi. Và nếu cần thiết, chúng ta có thể vào thanh filter. Blur. Chọn phần gradient blur. Chúng ta chọn pin và cho cường độ khoảng bằng 2 thôi hoặc 1 thôi. Ok. Bạn thấy nó khác đi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta giảm thông số này đi. Chúng ta cùng nhau cho mờ ảo hơn một chút. Ví dụ tôi chọn thế này. Khoảng 40%. Bây giờ chúng ta cùng nhau add cho đối tượng này một layer mask và tẩy nhòe từ ngoài này vào trông cho hợp lý. Tôi chọn công cụ brush màu đen bên trên. Chọn cọ mềm. Nét lớn. Có ví dụ như vậy. Và cường độ đây tôi dùng khoảng 30% thôi. Tôi tẩy từ riêng ngoài này vào. Tẩy cho hợp lý. Bạn thấy rằng những vị trí tôi tẩy đang thể hiện ở đây. Những phần liên quan đến phần ngựa này. Chúng ta có thể tẩy mờ đi. Ví dụ như thế. Các bạn thấy rằng sau khi hoàn thiện bước này, tấm hình chúng ta đã tương đối gọn gàng và thật rồi. Phần còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau blend màu sao cho hợp lý nhất.